Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại trên channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ chơi tiếp Pokemon Online Latinum các bạn ơi. Thì hôm qua mình đã tới được cái thành phố này là thành phố là Darkwood City nha các bạn. Đây là thành phố chuyên sử dụng Pokemon của hệ ma nè. Đó, đây là thành phố này. Bây giờ như hôm nay bình thường mình sẽ bỏ tất cả những căn nhà ở đây để hỏi xem có được cho hay là tặng Pokemon gì không bạn. Một cái thành phố lúc nào nó cũng có cho đồ các bạn ơi. Đặc biệt là với bản ROM này, nó cho rất là nhiều Pokemon free luôn á. Thì đây trên Kyria đến Halter. Nhưng mình đâu có Kyria đâu. Ồ, một quả viên Moonstone các bạn. Đó, người cho Pokemon nè các bạn. Bây giờ mình phải là du kích bớt một con Pokemon đã. Con là kinh khí cầu Pokemon hệ ma nè. Ngay nó sẽ có người cho rồi mày Pokemon mày. Game này cho nhiều lắm. Cho xong mà đem cất cái con Pokemon này nó có nuôi đâu. Đâu, ở đây là cổng gà đúng không? Vậy là ở đây hết rồi, vòng vòng đây là hết các bạn. Đây là Pokemon Center kế bên gym luôn. Giờ mình sẽ qua lên đây, còn gì đây? Nói cái giờ mình chưa thể vào cái tòa tháp này các bạn. Chứ là phải vô đánh gym luôn nha. Đánh đạo quán luôn, chứ ở đây cũng hết gì tạm rồi. Đây cũng đâu có gì làm đâu, nhặt đồ ở đây. Chắc hết đồ các bạn, bây giờ mình phải vô đánh chim luôn. Trời, hết rồi. Giờ đánh chim thôi. Ôi, gym này có một hai ma thiệt các bạn. Phải. Kiểu dạng ninja ẩn nữa chứ. Tập này chắc chắn là con Etibus mình sẽ tiến hóa lên Etibuzz các bạn. 40 đúng không? Đó, 40 rồi đó, mà không biết có tiến hóa hay không thì chưa biết nha các bạn. Các bạn nói mình 40 chứ không phải mình nói là nó 40 tiếng quá đâu. Bản ROM hack thường nó phải phá vỡ tất cả những cái quy luật là tiếng quá mà. Vậy mới gọi là ROM hack chứ các bạn. Pokemon hệ ma thì phải lấy con Sorok ra đánh nha. Sorok là hệ bóng tối đánh được Pokemon hệ ma nè. Đó, bạn trong gym này chắc chắn là Sorok làm chùm mày. Đó. Hệ bóng tối có lấy hệ hệ ma có lấy hệ bóng tối ra đập nha các bạn.
tiếng quá thiệt các bạn. Tiếng quá anh edit vài level 40 thiệt các bạn ơi. Vãi tiếng quá xong hệ nó thành hệ con hệ cái chạy vãi thật sự. Ôi vãi thì vậy hả, tiếng quá làm gì trời, tiếng quá xong hành hơn con hệ cái luôn, người đảo mất giới tính luôn rồi, thiệt tình vãi game, lỗi game vãi trưởng. Ủa mới đi đúng đường các bạn, đi đi sai đường mới quắp về về nhà lại. Tại tiếng quá xong biến bị đổi hệ nữa. Trời ơi, bữa giờ mình gặp toàn cái gì đâu không. À, đúng là bản ROM hack logic game và trưởng mà. Mình cũng chả biết đi đâu luôn, đi tùm lum la. Mình cũng chả biết đi đâu, đi tới được cái chỗ đạo quán luôn giờ. Nó quắp tùm lum chỗ á. Thì đúng là đi bừa đúng không bạn, chứ không biết đường để đi nè. Ôi vậy về lại đây rồi. Vãi thật.
Ô bà là về đây nữa rồi. Thật sự là không biết đường để các bạn quá tùm nhum tùm la luôn này. What the hell? Nữa là cái ngoài nữa rồi. Lại cái đây. Còn bí hiểm vãi trưởng, như vậy nãy giờ mà không biết đường để đi nha bạn. Thôi thua đã. Ấy thật sự. Ôi vãi thật. Ơi các bạn ơi, trời ơi, nó có con Genga nè các bạn. Rồi để mình hồi máu lại cho con à, gì chút xíu đã. À, Thomas thằng này là cái thằng mà hôm qua mà ở ngoài bờ biển gặp nữa các bạn. Giờ nó là Unitter Thomas các bạn ơi. Đây là 35. Chả hiểu sao nổi con Unitter là 35 mà mấy thằng đẹp, mấy thằng trẻ ngoài đó là 25. Để bị giảm mức tiêu à, nó lấy mức PB của mình 2 điểm bạn. Tao có mà mạnh không à. Đừng le 38 nè, Unitter này. Thôi vãi, lời nguyện các bạn.
ra có cái môn mạnh nhất của nó là chủ lực nó rồi bạn. Là 40. Phải thật. Tính ra mình là 40 con mạnh nhất, mình có là 40 mình cũng là bằng nó thôi bạn. Phải biết đi còn mà không chết kìa. Dính lời nguyền rồi. Ô bà lơ. Phải coi thì bài tiến hóa xong rồi bị giảm mất ba, giảm mất tụt level xuống còn 37 à, không phải trưởng game lỗi với cứt luôn. Trời trời, tiến hóa xong thì bài còn level 7 hay level 40 tiến hóa không phải. Khó hiểu. Đi qua xong để đi đổi giới tính ngoài giảm bước 3 level nữa chứ. Nguy hiểu ma các bạn. Trời vãi thật sự. Game này nhìn điêu vãi. Tiến quá xong mất đi 3 level bị đổi mất giới tính. Trời trời thiệt. À người này cho mình một cái mod nữa các bạn. Ôi Ratini. Một cái mod này rộng mà. Vậy là hai người trong mình mới có hai người cho nè. Vô cất vô. Đó, bây giờ mình có thể vào được cái tòa tháp này nữa các bạn. Rồi phải cái âm thanh này chứ là cái Teamster chim đang ở trống rồi bạn. Có hôm này laser nữa bạn. Ông ta là chấp bên của hai dùng Kanto và Soto đó. Giờ rồng này giờ chắc chắn là trong này có gì rồi. Ô đây nếu mà đoán đúng thì đây là ngôi đền, đây là tòa tháp mà cháy của Ho-O các bạn. Này cái tượng Ho-O và Lugia nè. Garden Town cái tòa tháp bảo thần bảo hộ tầng tháp à. Không phải, có một cái mod nữa chứ. Cái bên giao bài mua một súng defect để nếu mà ở đây gặp một cái mod thì điều vải. Mấy bạn mới rảnh con hát nhiều đi làm mấy cái mày vậy ức chế như con STV là mình ức chế lắm bạn. Đâu rồi cái Magic Black đâu rồi. Còn cái tháp này nó không cho chạy luôn chứ. Tìm Steam nữa bạn, biết ngay mà.
giờ nó chuyển qua bên này xài Pokemon có thể giật đấu. Trời ơi, cái team Steam này nó xài đủ thứ hệ các bạn. Nó không có một cái hệ mà gọi là tiêu biểu của cái team nó các bạn ơi. Xài đủ thứ hệ á, mỗi lần gặp nó xài một hệ khác nhau à. Khó đỡ thật. Nó chỉ có hệ điện thôi ạ. Con số bản ROM H là cái con ấy thì qua này kèm thêm hệ đánh nữa. Chả hiểu. Giờ mình chỉ trải nghiệm cái bản GBA sau này mình nghĩ là nó ra cái bản NES thì mình hy vọng nó sẽ không có lỗi nhiều ạ. Đó, chỗ này hơi mệt á.
cái bản NES của bản của bản ROM này có các bạn, nhưng mà nó chỉ là bản beta thôi, mới có đánh được con đi được đoạn nhỏ xíu à. Đó, thì sắp tới trong tương lai nó sẽ hoàn thiện được cái bản này, bản NES á, thì mình sẽ chơi các bạn. Giờ chắc là từ đến lúc đó mình hoàn thành bản RBA trước. Biết bao nhiêu tầng mới lên tới đỉnh đầu tháp này các bạn ơi. Phải, vẫn chưa lên tới đỉnh hả trời.
Thôi phải nhiều lắm mà thôi vẫn còn chưa đánh xong nó nữa. Nè quả live ball tăng mà tăng đặc chiêu của Pikachu lên. Phải liền hết tịch chiêu chứ. Rồi nó có sao đâu, tao nó vẫn không cho mình di chuyển, trời. Vừa đến đây cái hết tịch chiêu hay điện, trời ơi tất cả. Tới đỉnh rồi bạn ơi, mừng quá. Ôi, thằng này thằng nào nữa đây? Đừng nói là Team Steam đó nha, trời. Thôi nữa rồi. Team Steam thiệt các bạn ơi. Đây là gì? Team Leader. Một người, một Leader khác nữa bạn. Một Leader khác của Team Steam nữa. Không có tịch chiêu hãy đánh đi, đánh con này này các bạn ơi.
Trời, nên nó không có khác gì gì luôn mà nó trâu quá. Lại con Full Ray nữa. Ấy thì nó không chết kìa. Lugia xuất hiện các bạn, còn Ho-Oh nữa, đó Ho-Oh xuất hiện luôn các bạn. Các bạn cái trò thôi chỉ có hai con quỷ này thôi. Thì đây nhảy nhảy lại các bạn. Gọi là Azeroth xuất hiện nữa bạn. Quay về lại đây các bạn. Rồi, ok, mình xin kết thúc clip ở đây nha. Cảm ơn các bạn theo dõi mình. Các bạn thấy hay, các bạn chụp like, lượt subscribe. Nhớ đến kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.